chí và quý vị, phát triển đảng viên mới, tăng sức trẻ cho đảng luôn là nhiệm vụ chính trị quan trọng và là mắt xích quan trọng trong công cuộc xây dựng đảng trong sạch vững mạnh. Những năm qua, các cấp ủy đảng tại Bà Rịa Vũng Tàu đã tập trung lãnh đạo triển khai nhiều giải pháp thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tạo nguồn kết nạp đảng viên mới. Trong đó, phát triển đảng đối tượng là nữ luôn được các cấp ủy đảng quan tâm, chú trọng thông qua việc phối hợp triển khai nhiều giải pháp nhằm phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu quần chúng ưu tú là nữ cho đảng xem xét kết nạp. Từ công tác tuyên truyền, vận động, khuyến khích, tạo điều kiện, nhiều công chức lao động nữ trên địa bàn phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa đã nỗ lực rèn luyện, phấn đấu và trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong đó có đồng chí Vũ Thị Xuyến, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Relax Kids, đóng chân tại phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa. Là một doanh nhân, đồng chí Vũ Thị Xuyến còn luôn gương mẫu đi đầu, tích cực tham gia các hoạt động phong trào do các cấp ủy đảng địa phương phát động, cùng những hoạt động cộng đồng như các chương trình từ thiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, công tác phòng chống dịch COVID-19, các phong trào của Hội Doanh nhân trẻ thành phố Bà Rịa. Với những cống hiến nỗ lực của bản thân, vào tháng 9 năm 2022, đồng chí Vũ Thị Xuyến đã chính thức trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Tôi luôn luôn sẵn sàng hoàn thành các nhiệm vụ được giao do hiến pháp và pháp luật và đảng đưa ra, luôn luôn đồng hành cùng với bà con khu phố 4 cùng với phường Long Tâm và thành phố Bà Rịa cùng với tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Tôi mong muốn được cống hiến và giúp đỡ các gia đình khó khăn, các gia đình thương binh liệt sĩ hoặc là các học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hết mình và được cống hiến trong cái khả năng mình cho phép. Đảng bộ phường Long Tâm, thành phố Bà Rịa có 11 chi bộ trực thuộc với 322 đảng viên, trong đó có 152 đảng viên nữ, chiếm gần 50% tổng số đảng viên. Riêng những tháng đầu năm 2024, đảng bộ phường đã kết nạp 8 đảng viên mới, với 4 đảng viên là nữ, chiếm 50%. Để tạo nguồn quần chúng ưu tú là nữ giới thiệu cho đảng xem xét kết nạp, ngoài việc nắm bắt tâm tư nguyện vọng của chị em, hoàn cảnh gia đình, các cấp ủy đảng của phường đã mạnh dạn giao việc để tạo cơ hội để lao động nữ phát huy khả năng, tinh thần gương mẫu đi đầu. Bên cạnh đó, triển khai nhiều hoạt động phong trào, qua đó phát hiện những nhân tố mới để tiếp tục bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng. Công tác phát triển đảng viên nữ luôn là mục tiêu hàng đầu của đảng bộ, thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác dự nguồn phát triển đảng viên nhiệm kỳ 2025 là 39 đồng chí. Hàng năm, đảng ủy phường đã ra kế hoạch tổ chức thực hiện triển khai cho tất cả các chi bộ để công tác dự nguồn phát triển đảng đảm bảo chi tiêu hàng năm, đặc biệt là công tác phát triển đảng viên nữ. Trong thời gian sắp tới sẽ chỉ đạo 11 chi bộ đảng viên doanh nghiệp, trong đó tập trung vào đảng viên doanh nghiệp làm chủ doanh nghiệp. Đối với các đảng viên làm chủ doanh nghiệp là nữ, sắp tới là chi bộ dự kiến sẽ kết nạp 3 đồng chí là đảng viên là chi bộ doanh nghiệp là làm giám đốc nhà hàng Trường Cua, công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng Hoàn Hảo và công ty thiết bị y tế môi trường trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đang hoạt động tại phường Long Tâm. Đảng bộ xã Xà Bang hiện có 16 chi bộ trực thuộc với 360 đảng viên. Nhận thức công tác phát triển đảng viên nữ là nhiệm vụ rất quan trọng trong công tác xây dựng tổ chức đảng nói riêng, xây dựng đảng nói chung. Trong những năm qua, đảng bộ xã Xà Bang luôn quan tâm đến công tác phát triển đảng viên nói chung, đảng viên là nữ nói riêng. Để đạt số lượng và chất lượng, đảng bộ xã Xà Bang đã chỉ đạo các chi bộ thường xuyên tạo nguồn và bồi dưỡng kết nạp đảng viên mới khách quan, đảm bảo đúng quy trình. Bên cạnh đó, ban chấp hành đảng bộ tổ chức họp với các chi bộ hàng tháng để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong việc vận động quần chúng đứng vào hàng ngũ của đảng. Công tác phát triển viên là đòi hỏi cho đảng bộ phải lãnh đạo kết nạp cho đạt chỉ tiêu, mà cái thứ nhất, cái thứ hai là phải đạt chỉ tiêu là đảng viên nữ, thì đảng ủy phải lãnh đạo toàn diện các cái ban chấp hành rồi các cấp ủy chi bộ để làm thế nào đặt các quần chúng là nữ mà có trình độ, có năng lực, có điều kiện để chúng ta giới thiệu, vận động để đứng vào hàng ngũ của đảng. Cái yếu tố của tình công tác này, nhất là công tác chính trị, công tác vận động là then chốt nhất. Công tác vận động mà làm sao để cho cái lực lượng quần chúng nữ là hiểu được cái vai trò để xin đứng vào hàng ngũ của đảng. Với sự quan tâm chỉ đạo của đảng ủy, các chi bộ trực thuộc xây dựng kế hoạch
đặt chỉ tiêu bồi dưỡng đảng viên trên cơ sở tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, phân công đảng viên giúp đỡ đối tượng đảng, gắn với tiêu chí quy hoạch vị trí công tác, nhiệm vụ chuyên môn, bồi dưỡng cán bộ kế cận, cán bộ dự nguồn nhằm nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng trong từng đơn vị địa phương, qua đó tạo mọi điều kiện thuận lợi cho quần chúng rèn luyện phấn đấu. Bình quân mỗi năm, đảng bộ xã kết nạp 10 đảng viên, trong đó 60% đảng viên nữ. Riêng năm 2023, có 11 đồng chí được đứng chân vào hàng ngũ của đảng, trong đó có 6 đảng viên nữ, chiếm tỷ lệ gần 55%. 6 tháng đầu năm 2024, đã có 2 đảng viên nữ được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Thì cấp ủy chi bộ lúc nào cũng xác định đây là một nhiệm vụ chính trị hết sức là quan trọng. Cho nên là về công tác phát triển đảng viên thì cấp ủy chi bộ lúc nào cũng được quan tâm thông qua các hoạt động của địa phương. Đặc biệt nữa là bên các chi tổ hội phụ nữ thì được cấp ủy chi bộ hướng dẫn và cũng như là theo dõi và giúp đỡ một số quần chúng ưu tú để mà phát triển đảng viên nữ. Thì từ năm 2021 tới nay thì chi bộ đã có 4 đồng chí được kết nạp vào đảng, thì trong đó có 2 đồng chí là thuộc chi bộ của ấp và đã giới thiệu thêm 2 đồng chí nữa cho chi bộ doanh nghiệp để kết nạp. Sau 4 năm công tác, tháng 11 năm 2011, đồng chí Trần Thị Thanh Hiếu, công chức địa chính ngành nông nghiệp môi trường, được vinh dự đứng vào hàng ngũ của đảng. Phát huy tinh thần trách nhiệm của một đảng viên, đồng chí Hiếu luôn nỗ lực trong chuyên môn và hoạt động phong trào và trở thành công chức đảng viên gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền. Hiện đồng chí Hiếu được tín nhiệm giữ chức phó chủ tịch công đoàn xã Xà Bang. Bản thân luôn sâu sát với lại quần chúng nhân dân để triển khai những cái chủ trương chính sách của đảng nhà nước đến nhân dân, hỗ trợ cho nhân dân. Đối với lĩnh vực môi trường thì bản thân cũng kết hợp, phối hợp với những ban ngành đoàn thể cũng như các phòng ban chuyên môn của huyện đi xuống những cái cơ sở sản xuất chăn nuôi trên địa bàn, hướng dẫn cũng như là nhắc nhở hộ luôn thực hiện tốt cái công tác bảo vệ môi trường. Là một phó chủ tịch công đoàn xã thì bản thân cũng luôn chăm lo cho cái đời sống cũng như là tinh thần của công đoàn viên. Năm 2010, đồng chí Nguyễn Thị Vi vinh dự được đứng vào hàng ngũ của đảng và sinh hoạt tại chi bộ trường mầm non Sao Sáng. Lấy niềm vui và tiến bộ của con trẻ làm kim chỉ nam, đồng chí Vi luôn phát huy phẩm chất của người giáo viên mẫu mực để chăm con tốt, dạy con ngoan. Song song đó, đồng chí Vi luôn đồng hành cùng quần chúng, tạo điều kiện giúp đỡ họ trong tư tưởng cũng như công việc để tiếp tục là đội ngũ kế cận cho chi bộ. Bản thân nhận thức được mình là một đảng viên và đảng và đặc biệt là giáo viên mầm non là cái khâu chăm sóc và giáo dục trẻ đặt trên hàng đầu. Bên cạnh đó, tôi luôn yêu nghề, mến trẻ, gần gũi với trẻ, tạo hứng thú cho trẻ để tạo niềm tin cho phụ huynh đến trường và đến gần gũi hơn với trẻ, với phụ huynh để cho tạo động lực cho trẻ có thể là yêu thương cô, xem cô như là một người mẹ để hàng ngày trẻ có thể đến trường với một không khí thân thiện, yêu vui với mấy gia nhân ngôi trường chính là một ngôi nhà của mình. Còn đối với đồng chí Trần Thị Hạ, 5 năm đứng vào hàng ngũ của đảng là khoảng thời gian mà đồng chí được làm việc và cống hiến hết mình với nhà trường, chi bộ và công tác đoàn. Là bí thư đoàn trường, đồng chí Hạ đã sắp xếp chu toàn việc gia đình và phát huy tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ, vừa nuôi dạy trẻ tốt, vừa xây dựng tổ chức đoàn và chi bộ vững mạnh toàn diện. Tôi vẫn tích cực để sắp xếp công việc gia đình để mình có thể được ủng hộ hoặc là tham gia tích cực và chu toàn hơn cho vai trò là một người đảng viên. Và đối với tôi thì tham gia một người đảng viên là một người đi đầu, và tôi cũng là một người giáo viên mầm non nữa, nên tôi tích cực luôn luôn hoạt động phấn đấu và yêu nghề là một người đảng viên. Khi đứng vào đội ngũ của đảng thì trở thành một người đảng viên tốt. Đảng bộ thành phố Vũng Tàu hiện có hơn 13.700 đảng viên, trong đó có hơn 5.350 đảng viên là nữ. Riêng năm 2023, đảng bộ thành phố kết nạp 263 đảng viên mới, trong đó có đến 192 đảng viên là nữ, chiếm hơn 73%. Quan tâm, chú trọng công tác phát triển đảng viên là nữ, thời gian qua, các cấp ủy đảng trên địa bàn thành phố Vũng Tàu luôn chú trọng đến việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao nhận thức của công chức, lao động nữ, dạy đảng. Những lợi thế khi được đứng vào hàng ngũ đảng.
song song đó nâng cao vai trò người đứng đầu cấp ủy trong việc xem xét tâm tư nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện để cán bộ lao động nữ phát huy được thế mạnh, tiềm năng bản thân trong nhiệm vụ chính trị, cũng là tạo động lực giúp lao động nữ rèn luyện phấn đấu để được kết nạp vào đảng. Các cán bộ công chức viên chức nữ nói chung và tất cả các cán bộ lãnh đạo nữ nói riêng, đó là tạo điều kiện cho họ thứ nhất học tập để nâng cao hơn cái trình độ về chuyên môn. Bắt buộc, ví dụ chẳng hạn như tất cả các bộ nữ thì mình sẽ tạo điều kiện có thể là linh động. Khi có tất cả những cái lớp mở ra thì ưu tiên tạo điều kiện cho các bộ nữ có thể đăng ký cái thời gian phù hợp cho họ để họ tham gia các lớp chuyên viên chính hoặc là đảm nhận chuyên viên cao cấp v.v. Vấn đề thứ hai nữa là học tập để nâng cao hơn nữa cái trình độ chính trị như là sơ cấp, trung cấp hay cao cấp để đạt được những cái tiêu chí mà để có thể cơ cấu vào tất cả cái nhiệm vụ mà trong tương lai. Và đặc biệt nữa thì phụ nữ thì thường thường một điều là chúng tôi quan tâm tới một điều như này, phụ nữ là thường thường là một đối tượng lao động khá là đặc biệt. Vì vậy cho nên cũng phải thường phụ nữ thích tuyên dương nhiều hơn là thích phê bình hoặc là vân vân. Thì chúng tôi sẽ hiện nay thì trong toàn thành phố thì lãnh đạo thành phố luôn luôn hiểu được điều đó, cũng như là cũng đã tổ chức các lớp tập huấn để mà tạo kỹ năng quản lý, trong đó đối với quản lý cán bộ nữ. Mục tiêu đó là để làm như thế nào đó mà đội ngũ cán bộ nữ họ yên tâm hơn, vì điều đặc biệt hơn và họ cảm thấy có động lực để họ phát triển và họ có thể khắc phục những cái điều kiện khó khăn về gia đình hay là những cái điều kiện công tác nó khá là phức tạp ở trong cái điều kiện hiện nay để có thể hoàn thành nhiệm vụ và từ đó họ có điều kiện để phấn đấu nhiều hơn. Xác định đảng mạnh là do chi bộ tốt do đảng viên mạnh. Chính vì thế, Đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước Vũng Tàu chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên. Từ năm 2023 đến nay, 27 đảng viên mới vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, trong đó có 18 đồng chí đảng viên là nữ. Tháng 9 năm 2023, chi bộ trường Việt Mỹ tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới cho quần chúng ưu tú Trần Thị Phương, giáo viên bộ môn lịch sử. Sau 7 năm nỗ lực phấn đấu với đồng chí Phương, đây là mốc son đánh dấu chặng đường nỗ lực trưởng thành, cũng là để bản thân nỗ lực nhiều hơn nữa trong công việc, trong cuộc sống, để xứng đáng với danh xưng cao quý, đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Mình cũng có cái ước mong là muốn tham gia vào cái đội ngũ của đảng để luôn luôn trau dồi chuyên môn nghiệp vụ và phấn đấu trong cái công việc của mình, cũng như là đóng góp một phần cái công sức của mình cho sự phát triển của đảng và của đất nước. Thành lập từ năm 2021 với 8 đảng viên, hiện chi bộ trường Việt Mỹ có 17 đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ. Trong nhiệm kỳ 2022-2025, chi bộ trường Việt Mỹ được Đảng bộ doanh nghiệp ngoài nhà nước thành phố Vũng Tàu giao chỉ tiêu phát triển 3 đảng viên mới. Đến nay, chi bộ đã kết nạp vượt chỉ tiêu với 5 đồng chí, trong đó 4 đảng viên là nữ. Chi bộ trường Việt Mỹ chúng tôi cũng rất chú trọng cái việc mà tạo nguồn kết nạp đảng. Thì chúng tôi cũng giao nhiệm vụ cho các đảng viên là vận động những quần chúng tích cực đi học lớp cảm tình đảng để rồi tạo nguồn kết nạp đảng cho chi bộ. Đảng bộ tỉnh hiện có 575 tổ chức cơ sở đảng với 47.386 đảng viên, trong đó có 17.434 đảng viên là nữ. Năm 2023, Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.635 đảng viên mới, trong đó có 838 đảng viên nữ, chiếm 51,25% tổng số đảng viên mới. Công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới là nữ được các cấp ủy đảng địa phương lựa chọn, giới thiệu cho đảng, không chạy theo chỉ tiêu mà luôn xem xét cả về nguyện vọng, lịch sử chính trị, tinh thần gương mẫu của những quần chúng ưu tú nữ. Do đó, nguồn quần chúng ưu tú là nữ được giới thiệu cho đảng hầu hết đảm bảo về mặt chất lượng. Việc quan tâm chú trọng tạo nguồn đảng viên mới là nữ của các cấp ủy đảng trực thuộc tỉnh được xem là sự khẳng định vai trò quan trọng của phụ nữ trên địa bàn, cũng là giải pháp thiết thực nhằm thúc đẩy bình đẳng giới tại địa phương, từ đó tạo động lực cho chị em phụ nữ nỗ lực phát huy tiềm năng, thế mạnh, góp sức mình cho sự nghiệp phát triển tỉnh nhà. Thưa quý vị và các đồng chí, đến đây thì chương trình xây dựng đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các đồng chí. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.